Rồi, chào mừng các bạn trở lại với kênh của Việt Nam Mô Hình. Thì ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, mình chúc cho các bạn có một ngày cuối tuần ấm áp bên gia đình. Thì ngày hôm nay mình sẽ có hai box thuộc hãng Bandai, cũng là dòng SHF, muốn review gửi đến các bạn. Thì video trước mình đã review về Đại Đế Fiya rồi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai chiếc box, các bạn có thể đoán đây là nhân vật nào không ạ? Ok, thì nhìn sơ qua hai chiếc box thì chúng ta sẽ có hai chiếc ground box ở bên ngoài nữa, nhìn rất là uy tín luôn. Thì đây là nhân vật Jabon. Thì các bạn nào mà đã xem truyện hay là xem phim Dragon Ball thì chúng ta cũng nhớ được đây là những nhân vật đệ của Fiya các bạn nha. Ok, đây là một chiếc hộp khá là to. Đây là nhân vật Dodoria. Vâng, các bạn thấy không, hai chiếc hộp nhìn rất là hoành tráng, nhìn rất là khủng luôn các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ unbox lần lượt để xem là những nhân vật này có những phụ kiện đi kèm gì nha. Thì mình sẽ để một chiếc hộp qua một bên và mình sẽ unbox trước nhân vật Jabon. Thì đầu tiên chúng ta cũng có một cái chiếc hộp trong ở bên trong, có thể nhìn thấy được tất cả các phụ kiện đi kèm với nhân vật. Mình sẽ lấy nhanh ra phụ kiện để cho các bạn xem và chúng ta sẽ đến với nhân vật thứ hai. Rồi, nhân vật thứ hai mình sẽ để bên đây đi. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ có những chiếc bao tay. Thì đối với những nhân vật mà có thể cử động khớp thì các bạn thấy là đều có những cái cặp bao tay thay thế đi kèm đó, rất là chi tiết các bạn nha. Rồi, mình sẽ để ở đây, có rất là nhiều thứ đi kèm trong một cái nhân vật này. Tiếp theo là chúng ta sẽ có hai cái bao tay trưởng. Đấy, hai cái bao tay trưởng nhìn cũng rất là uy tín luôn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến một chiếc bao tay lẻ ở đây. Có thể là một chiếc bao tay chúng ta thay thế vào thêm, cũng là một cái bao tay xè luôn, nhưng mà xè không được rộng lắm. Rồi, tiếp theo là chúng ta ở đây sẽ có một cái bính tóc riêng để thay thế vào hat của nhân vật. Đó, chúng ta cũng sẽ có những cái chiếc ngạm như thế này nè, chúng ta thay thế vào. Đó, nhìn màu sắc rất là đẹp luôn các bạn. Hãng Bandai này làm rất là đẹp về cái khoảng màu sắc. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có những cái face biểu cảm khác nhau để thay vào. Ở đây thì cái face hả hồng rất là ngầu, có thể là trưởng ra ngầu như vậy, nó làm cái face hả hồng. Rồi, chúng ta sẽ có một cái phay cắn răng đó, rất là đẹp luôn. Thì ở đây là một cái face rất là cool ngầu. Đấy, nhìn đồ họa vẽ rất là đẹp các bạn nha. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ đến một cái chi tiết nhỏ ở đây, đó là chiếc kính. Giống như nhân vật Fiya, chúng ta cũng sẽ có một cái chiếc kính gọi là đo sức mạnh Saiyan. Đấy, các bạn thấy không, cũng gắn ở bên hông tay luôn các bạn nha. Đó, nó khá là bé tại vì đây là nhân vật 1/12 nên những chi tiết của nó cũng rất là bé. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có một cái viên ngọc rồng đi kèm. Đây là viên ngọc rồng số 2 các bạn nha, ngọc số 2 nhìn bóng rất là đẹp. Rồi, tiếp theo là nhân vật chính của chúng ta trong chiếc hộp nhỏ này, đó chính là Jabon. Đây, mình sẽ cận cảnh cho các bạn xem đường chi tiết của nhân vật nhé, trông rất là đẹp luôn. Đó, những cái chiếc giáp nè, có thể cử động được nè, từng khớp nè, rất là linh hoạt nè. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn. Đấy, chúng ta sẽ có chiếc áo tròn ở phía sau, chúng ta có thể tháo ra được luôn nhé. Đấy, thì mặt, face, head chúng ta cũng có thể thay thế. Đó, đối với nhân vật này thì đứng khá là khó tại vì nó có một chiếc áo tròn nó nặng ở phía sau các bạn nhé, nên chúng ta cần phải có mua thêm một cái base để đứng, hoặc là chúng ta dựa vào cái vách như thế nào đấy, vách tủ hay gì đó chúng ta đứng. Rồi, bây giờ mình sẽ để nhân vật này ở đây và tiếp theo mình sẽ review tiếp theo là nhân vật Dodoria. Đây là nhân vật Dodoria các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ để phụ kiện ở đây luôn và mình sẽ review nhân vật này. Chiếc hộp này thì to hơn chiếc hộp của Jabon, nghe giống như tên là về Jabon nha các bạn ha.
Hay, các bạn thấy không? Rất là to, nhìn như là ma bư ấy, rất là khủng luôn. Rồi chúng ta sẽ tháo cái phần lớp này ra, rồi chúng ta sẽ để ở đây, rồi chúng ta sẽ lấy từng món ra. Rồi cũng tương tự, chúng ta cũng sẽ có những cái chiếc bao tay đi kèm rất là chi tiết. Bao tay của anh này thì có sơn móng tay đen và màu hồng rất là đẹp các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ để ở đây, để ngược lại cho các bạn xem. Ở đây cũng có những cái bao tay mà cũng xè ra nè. Mình không biết là nhân vật này chủ yếu dùng gọi là lông trả thủ hay sao mà chủ yếu là những cái bao tay xè rất là chủ yếu. Đấy. Còn đây là một cái bao tay ngoài lông trả thủ thì nhân vật này còn có thể móc nữa các bạn nhé. Rất là điệu nghệ luôn. Đấy. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có hai cái head. Hai cái head ở đây. Đấy, một cái head nhìn rất là nham hiểm. Ở bên tay chúng ta gỡ ra để thay cái kính đo sức mạnh vào được nhé, có thể thợ gỡ ra được. Rồi ở đây chúng ta sẽ có một chiếc head với gương mặt gọi là táo bạo. Đấy, nhìn rất là to các bạn, 1/12, nhưng mà đối với nhân vật của Doraria này thì mình thấy rất là to, cũng không thua kém gì 1/6 đâu. Còn đây là một cái chiếc kính sức mạnh của Doraria nè. Đấy, cũng gắn một bên tay luôn, tí xíu mình gắn vào tạo hình cho các bạn xem. Và một viên ngọc rồng ở đây thì không biết là viên ngọc rồng số mấy. Viên ngọc rồng số 7 nha các bạn nha, rất là bóng luôn, đẹp. Mình để riêng qua bên đây nhé. Rồi cuối cùng là chúng ta sẽ đến với nhân vật chính trong chiếc hộp to này, đó chính là nhân vật Doraria. Thì các bạn coi nè, cận cảnh rất là vĩ đại, rất là to luôn. Đệ của Vigia nhưng mà tướng thì lại to hơn Vigia các bạn nhé. Đấy, những em này mình rất là thích là tại vì có những cái khớp cử động khá là linh hoạt luôn các bạn nhé. Mình tạo hình được rất là nhiều kiểu, và trưởng hay là bay hay là ngao mặt ngầu như thế nào đó, rất là nhiều kiểu luôn. Và luôn luôn nào các bạn cũng sẽ thấy là những hình tượng là nhân vật này đi cùng với sư phụ của mình, đó chính là Vigia. Mặc dù Vigia khá là nhỏ bé, Vigia phiên bản 1 đầu tiên này khá là bé luôn, nhưng mà lúc nào các bạn cũng sẽ thấy là những nhân vật này, ba người này đi chung với nhau đó, giống như là một băng đảng rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ thay thế những cái phụ kiện đi kèm vào, giống như kính đo sức mạnh hoặc là tất cả mọi thứ vào, rồi mình sẽ có một cái khung hình đi qua cho các bạn xem. Sau đó mình sẽ up cái video review ngày hôm nay nhé. Đấy các bạn thấy không, nhìn rất là hoành tráng đồ sộ đối với những nhân vật này luôn. Rồi cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ thay thế phụ kiện vào cho các bạn xem nha. Rồi các bạn thấy không, sau khi mà mình thay phụ kiện vào á, thì các bạn thấy rất là ngầu không? Đeo kính đo sức mạnh vào và mỗi người cầm một viên ngọc rồng để hỗ trợ cho đại đế Phi Giang. Đó các bạn thấy không, nhìn rất là đẹp đúng không các bạn? Ba nhân vật này luôn nào đi chung rất là đẹp. Rồi nếu các bạn thấy hay cho mình xin một follow và một like kênh để chúng ta theo dõi những video tiếp theo của mình review các nhân vật sau nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.